Dạ, em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip số 31 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui làm gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em sẽ vô cái mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là một cái cặp cưa như vậy nha các anh chị. Thì cái cưa này là hiệu của nó là Tarima, chiều dài của nó là 265 nha các anh chị. Made in Japan. Đó, thì cái cặp này nè, là hình thức của nó như vậy nha các anh chị. Nói chung là bao bì nó chưa có bị rách bị gì hết, nên nó không có bị ra bên trong gì hết nha các anh chị, còn đẹp luôn, chưa sử dụng gì hết. Rồi cây này thì các anh chị mình gắn vô cái cắn như vậy nha các anh chị. Nói chung là cái cây này dễ gắn cắn lắm, cắn may mà loại vết hay là Tarima hay là cái gì nó hình thức của nó như vậy là mình gắn được nha các anh chị. Đó, thì cây này mã số 1 ha. Mã số 1 là hai cái lưỡi này là 150.000 nha các anh chị. Đây 150.000 cho hai lưỡi. Rồi tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 là một cái cây này mở lọc dầu, thì cây này là của Japan nha các anh chị. Hiệu của nó là Spa Beer. Đó thì hình thức của nó nè, cái này là nó đặc nha các anh chị, nó đặc cứng nè. Nên nó rất là chắc chắn nha. Thì cái cây này hình thức chiều dài của nó là 28 nha các anh chị. Chiều dài của nó 28. Đó. Nó mở rộng là đường kính nó là 12 nha các anh chị. Rồi mã số 2 150. Cái cán của nó thì nó hơi chắc xi nhưng mà cũng không sao nha các anh chị, cũng còn ok lắm. Rồi mã số 2 150 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là ba cái cây lục giác này nha các anh chị, ba cây lục giác này nè. Thì nó gồm là số 10, 12 và 14 nha các anh chị. 10, 12 và 14. Của web Germany là của Tây Đức nha các anh chị. Đó. Thì cái hình thức của nó đầu này cũng còn ok nha các anh chị. Đầu cũng còn được này. Đó. Rồi còn cái phần này, ba cây đuôi này cũng vậy nha, cũng còn ok hết nha các anh chị. Đó, của Đức. Thì em sẽ đo cái cây dài nhất nha. Một cái cây dài nhất là để cái hình thức như vậy nha các anh chị là 29. Thì mình không có đo cái quẹo xuống nha các anh chị. Cây thứ hai, số 2 là 15. Cây này là 11, 12. Đó thì mã số 3 nha các anh chị, 150 cho ba cây này luôn. Tiếp theo là mã số 4 là một ba cái cây lục giác cũng của Đức luôn nha các anh chị. Của Đức luôn, nó có số là 8, 10 và 12 nha các anh chị. Đây thì hình thức của nó này. Đầu. Đó. Cái phần bên này cũng được nha các anh chị, nói chung người ta có xài rồi nhưng mà cũng còn ok nha. Thì cái cây này á là chiều dài của nó là 20 18 và 15 nha các anh chị. Ba cây này là mã số 4 150 luôn. 8 10 12 đó, của Germany 1997 thì nó cùng một hãng luôn nha các anh chị. Rồi mã số 4 150. Tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Mã số 5 là một cái cây lúc lắc. Lúc lắc mà vừa tự động rồi vừa nhả khẩu luôn nha các anh chị. Thì cái này là Made in Japan nè, hiệu của nó là KTC nha các anh chị. Đây nó có chữ KTC nhỏ nhỏ chỗ này nè, nhưng nó hơi tráp xi chút xíu nha. Ở đây Made in Japan. Rồi thì cái cây này là khẩu của nó là 3/8 là bằng 9.5mm nha các anh chị. Hoạt động ok nè. Đó, lắc qua lắc lại nè, nhả khẩu luôn. Rồi lúc lắc. À, lúc lắc như vậy nha các anh chị. Thì cây này chiều dài của nó là 11 nha các anh chị. Nó 12, chiều dài 12. Rồi mã số 5 200. Tiếp theo là mã số 6 là một cái cây này. Cây này thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Hiệu của nó là Tone Japan. Khẩu của nó là 3/8 nha. Thì cây này còn khá đẹp nha các anh chị, không có bị tráp xi gì hết. Khẩu 3/8 là bằng 9.5mm nha các anh chị. 9.5. Còn đẹp luôn nha, không có bị gì hết nha các anh chị, không bị tróc bị gì hết. Chiều dài của nó là 25. Rồi mã số 6 nha các anh chị, 108. Tiếp theo là mã số 7 là một cái cây này. Cây này là hiệu xét của Nhật nha các anh chị. Thì thép alloy steel luôn nha. Thì cái cán của nó là không có bị gì nha các anh chị, nó chỉ bị dính dưa dưa như vậy chút thôi. Thì cái này nó vừa tự động và vừa lúc lắc nha các anh chị. Đây lúc lắc. Đó, lúc lắc nha. Còn cái phần này là phần tự động nha các anh chị đó. Đây hai chức năng. Mình quay qua. Còn ok nha. Khẩu của nó là 3/8 cũng còn đẹp nha các anh chị. Đó, 3/8 cũng bi được, còn ok hết nha. Rồi cây này thì chiều dài của nó là
28 nha các chị, chiều dài 28 rồi mã số 7 200. Tiếp theo là mã số 8 là một cái cây này nha các chị. Mã số 8 là một cái cây rớt mắt cái giá rồi ta. Mã số 8 là một cái cây này hiệu của nó là Supertone nha các chị, Japan, logo nội địa Nhật. Thì cái cây này người ta thiết kế cũng hay lắm nha, người ta thiết kế chỗ này nó hơi cong cong nhẹ chút nha các chị, khi các chị mình quay nó không có đụng tay được đỡ nha. Thì cây này khẩu của nó là 1/2 nha các chị, còn khá mới luôn đó, lắc qua lắc lại mình giữ cái này, giữ cái này mình quay nha các chị, đó mình quay qua quay lại giữ nha, giữ nha các anh chị, mình giữ mình cũng quay được nha. Rồi đầu của nó còn đẹp hết nha, nó trông bi rồi còn đẹp, không có bị gì hết. Đây các anh chị mình giữ cái ốc này mình quay nha, quay cái nấm đây đó, mình dặn ngược lại. Rồi thì cái cây này còn khá đẹp luôn nha các anh chị, mới như chưa sử dụng luôn á, đầu rồi còn đen còn đẹp lắm. Thì cái cây này là chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, chiều dài 25. Rồi mã số 8 nha các anh chị, 208. Đây là mã số 8 nha các anh chị, hiệu của nó Supertone, đẹp luôn, đầu rồi ok hết nè, bi rồi đẹp. Chiều dài mã số 8 208. Tiếp theo là mã số 9 nha các anh chị, là một cái cây này là nó lúc lắc nha. Lúc lắc nha các anh chị, hiệu của nó là Mitoloy, logo nội địa Nhật nha. Cây này khẩu của nó cũng 1/2 nha các anh chị, khẩu 1/2. Đó, nó có chóp xe nhẹ chỗ này chút thôi nha. Đầu bi rồi còn đẹp nè, lúc lắc. Cây này thì chiều dài của nó là 30 nha các anh chị, tay cầm rồi còn đẹp, không có bị gì hết. Đó, tay cầm rồi ok hết nha. Rồi mã số 9 nha các anh chị, 220. Tiếp theo là mã số 10, là một cái tay nối hiệu Hit nha các anh chị. Tay này tay nối hiệu Hit nè. Nói chung cây này cũng còn ok nha, hiệu Hit Japan nha các chị. Đây Japan nè, đó Hit, logo nội địa Nhật. Cây này khẩu của nó là 1/2 nha các chị, chiều dài của nó là 15, đầu rồi còn đẹp hết nha. Nói chung là có sử dụng rồi, đi bãi thì nó cũng có những cái vết tài trài nhưng còn ok hết, không có bị gì hết. Rồi chiều dài 15 nha các chị, mã số 10, 100. Tiếp theo là mã 11, là một cái cây mở lít ngang nha các chị. Cây này thì chiều dài của nó là 200mm hiệu tớp. Thì các anh chị mình lưu ý nha, cây này cây nhỏ nha các chị. Cây này là chỉ có 230mm thôi. Nó có hai loại lặng, một loại là 280 và một loại là 230 nha các chị. Đó, Japan. Thì cái cây này nè, hình thức của nó còn đẹp nha các chị. Phần răng ngàm rồi còn ok hết, không có bị gì hết. Đây, răng rồi còn đẹp luôn nè. Đó, phần ngàm đồ ok nha các chị, không có bị trài xước gì nhiều, bị trài xước gì. Thì miệng mở rộng của nó là 56mm nha các chị, 56mm, đầu rồi còn đẹp nha. Rồi mã số 11 nha các chị, 200 cho cây mỗi lít ngang này. Tiếp theo là mã 12, là một cái cặp cờ lê này nha các chị. Cặp cờ lê này là của Proto USA nha, cặp này của Proto USA này đó, Proto. Thì 17 và 19 nha các anh chị. Thì cái cặp này này nó có tráp xi nha, đi bãi về thì nó bị ẩm ướt tráp xi này. Cái đầu người ta có sử dụng rồi nha các anh chị, cái miệng này đó, thì em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem nha. Đó, cái miệng của nó là như vậy, nhưng mà cái hãng Proto thì các anh chị mình xài ok nha. Đó, đây thì cây này là 17 19 nha các anh chị, hai cây của Proto cùng hiệu luôn đó. 17 19. Em bán một cặp này nha các anh chị. Chiều dài của cái cây 17 là 30, còn chiều dài cây 19 là 32. Đây đầu đây cũng ok nha, răng đồ còn đẹp nha các anh chị. Nói chung là nó có bị ẩm tóc xi nhưng mà răng đồ còn ok hết nha các anh chị. Rồi thì cái cặp này là mã 12 nha các anh chị, 300. Tiếp theo là mã 13, là một cái cây kéo cắt xôn này nha các anh chị. Cây này thì các anh chị mình cắt này, đó hình thức là răng đồ còn đẹp nha, lưỡi đồ còn đẹp nha các anh chị, lưỡi đồ còn bén lắm luôn này. Đó, không có bị mẻ gì, lưỡi đồ còn khá mới nha. Đó, lưỡi không có mẻ gì hết nha các anh chị, lưỡi còn ok. Cây này chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Cán rồi thì nó có tóc sơn này, đáng lẽ nó có màu sơn xanh này nhưng có tóc sơn nha. Rồi mã số 13 nha các anh chị, 200.
Tiếp theo là mã 14 là một cái cây kéo này. Cái cây này là kéo cắt cành nha các anh chị. Thì hình thức của nó có mọc chữ đây. Đó, nó có một mọc chữ trong cái hình thoa, rồi nó có một cái mọc chữ ở ngoài luôn nha các anh chị. Bên này nè, bên này quá trời chữ luôn. Đó. Rồi cái này là nó có ốc đồng luôn nha các anh chị. Da da thì nó cũng cũ cũ chút rồi nha các anh chị. Đây, da da nó cũng sờ sờ. Cây này thì chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Cây này về mình chỉ việc cắt thôi nha. Cây này bén rồi. Cây này bén ngót rồi nha các anh chị. Đó. Thì cây này là mã số 14 nha các anh chị. 308, chiều dài của nó là 20. Thì cây này em chỉ nhận chuyển khoản thôi nha các anh chị. Em không ship code nha. Các anh chị mình lưu ý nha. Rồi em quay kỹ nè, lưỡi rồi còn ngon lành nha. Nó còn sâu ra bên ngoài như vậy là còn khá là dài luôn. Rồi mã 14 nha các anh chị, 308. Tiếp theo là mã 15 là một cái cây kìm bấm cốt này nha các anh chị. Cây này thì khá đẹp nha. Hiệu của nó là Maxwell. Maxwell nha các anh chị, cắn tay cầm nè. Đây, cắn tay cầm rồi đẹp nha các anh chị. Thì cái này nó nhỏ lắm nha các anh chị, nhỏ xíu à. Made in Japan nè, đó. Cái này nhỏ nè, để các anh chị mình cầm cho nhẹ. Thì cây này là mình bấm được cốt là 0.5, 1.25, 2 và 3.5 nha các anh chị. Cốt lớn nhất là 3.5. Cây này rất là nhỏ nha các anh chị mình lưu ý. Rồi chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Đang hoạt động ngon lành, bánh răng rồi còn ngon luôn. Đây nó có chữ Made in Japan đây, của Maxwell. Cho các anh chị mình leo trèo luôn, mình bấm cho nó nhẹ nha các anh chị, mình xách đi nhẹ. Rồi cây này mã 15 nha các anh chị, 207. Tiếp theo là mã 16 là một cái cây thước thủy này. Cây này có 3 mắt thủy như vậy nha các anh chị. Thì cây này á, là hình thức của nó là bằng nhựa như vậy nha các anh chị. Nó có 500 hit nè. Đó, Made in Japan thì nó bị hơi rách rách chút xíu nha các anh chị. Made in Japan, 3 mắt thủy. 3 mắt thủy còn khá đẹp nha các anh chị. Không có bị gì hết. Nói chung cây này chiều dài của nó là 20. Rồi mã 16, 150. Tiếp theo là mã 17 là một cái cây thước thủy này nha các anh chị. Cây này là của Stabila Made in Germany nha các anh chị. Hiệu của nó là KDS. Đó, cây này thì nó có 3 mắt thủy còn ngon lành nha. Của Đức nha các chị, cây này của Đức nè. Chiều dài của nó là 30 nha các chị, cây này của Đức chiều dài của nó là 30. Rồi mã 17 nha các chị, 150. Mã 17 150 cho cây thức thủy này, đẹp nha các chị, không có 500 nhưng mà còn khá đẹp nè. Đó, này các chị mình nhìn xem. Đẹp nha. Này cũng vậy luôn. Rồi mã 17 nha các anh chị, 107. Tiếp theo là mã 18 là một cái cây mỏ lết này nha các anh chị. Cây mỏ lết này cái phần bên ngoài của nó là thép đen nha, còn cái con ốc này là trắng đẹp lắm nha các anh chị. Đây, còn trắng này, cây này không có rửa lát gì luôn nha. Cây này còn khá đẹp luôn, miệng của nó này, miệng không bị gì hết nha các anh chị, không có bị trài xước gì hết á. Đó, miệng đẹp luôn nha. Thì cái cây này hình thức của nó này, để em đo chiều dài. Cái miệng của nó là mở rộng là 7 cm nha các anh chị. Miệng mở rộng là 7 cm. 24 inch rồi ta. 600 mi nha các anh chị. Chiều dài của nó là 60 cm. Hiệu của nó là Lotter nha các anh chị, con tôm. Đây da ben nha. Đó. Thì cái thép bên này là thép đen nha các anh chị, còn đẹp lắm luôn, không có bị trài xước gì hết nha. Hoạt động là ok. Em quay vô cho các anh chị mình xem nha. Tại vì nặng 3 cái mấy? 3 cái tư lận nha các anh chị, nặng 3 cái tư lận. Đây em cầm một tay em quay cũng hơi nặng. Đó cái miệng của nó nè, miệng của nó đẹp lắm nha, không có bị gì hết luôn á. Đó. Bị lè vậy, chỗ này nó hơi bị trài trài chút xíu thôi, rồi không có rửa lát gì hết. Rồi cái cây này là mã 18 nha các anh chị, chiều dài của nó là 600, hiệu Lotter Japan.
Rồi mã 18 nha các anh chị, 1.200.000. Cây này em chỉ nhận chuyển khoản nha các anh chị. Mã 18 1.200.000 em nhận chuyển khoản. Tiếp theo là mã 19 nha các anh chị. Mã 19 là một cái cây này. Cây này là một cái cây số 8 nha các anh chị. Số 8 thì cái này nó chữ nghĩa tùm lum hết nè. Nó có chữ nè. Chữ USA bass gì. Đây cắn đồ NKC Univer gì. Cái cây này cái đầu này là cái đầu lục giác hay là đầu để đóng. Cây này nó là một cái đầu số 8 mà lúc lắc nha các anh chị đó nè. Mình lắc léo nha. Đó mình lắc mình quay vòng tròn luôn. Đầu số 8 lục giác nha các anh chị, 8 lục giác này. Đó mình quay vòng tròn luôn nha. Thì cây này nó chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Cái đuôi của nó như vậy. Đó, cái đuôi của nó như vậy nha. Rồi mã số 19 108 nha các anh chị. Đầu này đầu số 8 nha, mình mở được ốc lục giác số 8 mà nó là lắc léo luôn nha các anh chị đó. Rồi mã 19 108, tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cây vít này nha các anh chị, cây này là của Japan này. Đó made in Japan, cắn đồ còn đẹp nha các anh chị. Thì cái mũi của nó là BH1 và trừ 6 nha. BH1 và trừ 6 nha các anh chị, còn đẹp nha. Mũi rồi còn ok hết nè. Cái này chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Mã 20 100. Tiếp theo là mã 21 là một cái cây vít dẹp này nha các anh chị. Cây này cũng trừ 6 nè. Cũng còn khá đẹp luôn nha. Đó, tay cầm được còn đẹp hết luôn. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 25. Rồi mã số 21 100. Mũi vít còn ok nha các anh chị. Còn khá đẹp rồi. Mã 21 100. Tiếp theo là mã 22 là một cái cây vít hiệu Annette nha các anh chị, Annette Dương 2. Cây này là cách điện nha các anh chị. Cây này cách điện nè, cách điện được 1000V. Thì cái cây này này nó như vậy nha các anh chị. Nói chung là nó có trài à, nhưng mà nó không có rách chỗ nào hết nha các anh chị. Đây mũi của nó là BH2 cũng còn ok luôn. Cây này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Mã 22 100 luôn. Tiếp theo là mã 23 là một cái cây vít này. Cây này của Vercel nha các anh chị, Vercel Japan. Cắn đồ đẹp luôn nha. Cây này thì chiều dài của nó là 15, mũi của nó là BH1 nha các anh chị. BH1. Rồi cây này mã 23 70 cho cây vít nhỏ mini này nha. Chung là cây này nó nhỏ, chiều dài của nó là 15 cm, mũi BH1, mã 23 70. Tiếp theo là mã 24 nha các anh chị, là một cái cây kiềm cắt. Rút giùm cái dây điện. Cây kiềm cắt này nha các anh chị, cây này là của Victor, logo nội địa Nhật nha các anh chị, Japan. Đó cây này thì kiềm cắt này, cắt kẽm nha các anh chị. Đó đó cái dây đó. Cắt kẽm nha các anh chị. Đó. Cắt cũng còn ok nha. Lưỡi cắt của nó cũng còn ok nha các anh chị, không có hở gì luôn. Nó có hơi rủa rủa nhẹ nhẹ thôi. Đó, của Victor. Victor logo nội địa Nhật. Rồi mã số 24 nha các anh chị. 160 quá nha. Cái đó lẹ đèn tiêu. Rồi tiếp theo là mã 25 nha các anh chị. Mã 25 là một cái cây kìm cây ba này nha. Cây kìm cây ba này còn ok nha các anh chị. Nhỏ nhưng mà nó còn đẹp lắm nha. Đây nè. Kìm cắt nè. Em cắt thử cho các anh chị mình xem nha. Cắt ngọt nha các anh chị. Ở trong cây này nhỏ xíu à, các anh chị mình cắt tủ điện được, cắt chân chân điện tử rồi nha các anh chị. Chứ còn cây này nhỏ xíu, cây này chiều dài của nó 13 nha các anh chị. Dài của 13 này, đó. Lưỡi cắt rồi còn ok hết rồi, mã 25 100. Tiếp theo là mã 26 là một cái cây kìm này nha các anh chị. Cây này thì của Trademark nè. Ở Japan nha các anh chị, cây này nó có một lỗ tuốt. Thì cái phần hình thức của nó này đó cũng còn ok. Chiều dài của nó là 14 nha các anh chị. Cắt ngọt ha. Đó, cắt ngọt ngay à. Đó, nó có một cái lỗ tuốt như vậy nha các anh chị. Chiều dài của nó là 14, cắn không có rách nha các anh chị. Cắn không có rách. Rồi mã 26 80. Tiếp theo là mã 27 nha các anh chị. Là một cái cây Fuligia này.
Cái này logo nội địa Nhật này, cái lưỡi của nó thì có dăm dăm nhẹ nhẹ nha các anh chị, nhưng mà cắn của nó thì có cắn đây mà không có rách nha các anh chị, có cắn không có rách. Rồi thì cái này em cắt này, cắt ngọt nha các anh chị. Đó, cắt ok. Chiều dài của nó là 16 nha các anh chị, mã 27 100. Tiếp theo là mã 28 là một cái cây kìm này, nó khắc là da nha các anh chị, hiệu của nó BH này, có logo nội địa Nhật này. Thì cây này cái đầu của nó cũng còn ok, cái phần bên này nó hơi đen chút nha, cắn đồ đẹp không có rách. Mày răng ngầm rồi nè, còn đẹp nha các anh chị. Rồi cái cắn của nó, lưỡi cắt ngọt nha các anh chị, lưỡi cắt ngọt ngay à. Cây này chiều dài của nó là 18 năm nha các anh chị. Chiều dài của nó 18 năm, rồi mã 28, 150. Tiếp theo là mã 29 này, em bán cái cặp kìm phe này nha các anh chị. Cặp này kìm phe mới chưa có sử dụng. Một cái bung và một cái bóp nha. Đây một cái bung và một cái bóp thì cùng hiệu luôn này. Hiệu của nó là Ochi gì đó. Đây hiệu của nó là Ochi gì nha. Thì cái cắn của nó, cái màu của nó như vậy luôn nha các anh chị. Cái hiệu như vậy luôn, một cái này. Cái này là bóp nè, phe này. Chưa sử dụng nha các anh chị. Còn cái này bung nha. Cái này bung nha các anh chị. Đó, thì cái này, cái lưỡi này là mình thay được nha các anh chị. Cái lưỡi này mình thay được. Cái này thì chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Chiều dài của nó luôn á, mũi nhọn luôn là 20. Thì em bán cái cặp này nha. Vừa một cái phe bung và một bóp. Rồi mã 29 nha các anh chị, 350 cho cặp này luôn. Tiếp theo là mã 30 là một cái cây kìm quạ. Cây này thì có hiệu tớp, logo nội địa Nhật, da ben nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó là 250mm. Cắn này, cắn thì có cắn rách nha các anh chị, có cắn này. Đây em quay kỹ nè, có cắn như vậy nha các anh chị. Còn cái răng của nó đây, răng của nó thì có dập nhẹ nha các anh chị, có dập một hai răng nhỏ nhẹ nhẹ nhẹ. Thì cái miệng mở rộng để anh thức như vậy là 4 sen nha các anh chị. Chiều dài của nó là 250. Cũng đầu của nó không có táp xi gì hết nha. Nhưng cái phần răng của nó thì có dập nhẹ nhẹ như vậy nha các anh chị. Nhưng còn đẹp. Rồi mã 30 106. Tiếp theo là mã 31 nha các anh chị. 31 là một cái cây cần trượt. Cây cần trượt này 3/4 nha các anh chị. Đó, cây cần trượt này 3/4. Rồi cây này thì nó bị táp xi như vậy nha các anh chị. Táp xi một bên, còn bên đẹp hơn nè. Thì hiệu của nó là Tone nha các anh chị, Tone da ben. Cái cần này 3/4 nha các anh chị. Chiều dài của nó là, trời mưa nữa rồi. Chiều dài của nó là 50 nha các anh chị. Chiều dài 50 này, hình thức của nó đây. Đó. Nó hơi đen nha các anh chị, hơi đen. Nhưng mà cái cây này là một cái cây thép đặc á. Thép đặc này nó không có bị gì nha các anh chị. Sổ của nó là 3/4. Hoạt động ok nha. Đây trượt lên trượt xuống ok. Rồi mã số 31 nha các anh chị, 280. Rồi tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Là một cái cây mở cờ lê mở nhanh. Hiệu tớp nha các anh chị. Hiệu tớp này. Hiệu tớp da ben. Cây này là miệng của nó mở rộng. Khi các anh chị mình muốn á, mình hãy gặt về nha các anh chị. Mình kéo nha. Đây mình gặt xuống nha, mình kéo ra nha các anh chị. Đó, mình kéo nó ra. Đó, này mình kéo ra nha. Thì cái miệng mở rộng của nó mình kéo ra như vậy nha các anh chị, rộng nhất á là nó khoảng 5 cm rưỡi nha các anh chị. Miệng mở rộng là 5 cm rưỡi nè. Phần ngầm rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Nói chung nó bị phèn phèn như vậy thôi chứ nó không có bị gì nha. Mình rửa cái này mình vô lao. Đó, hình thức của nó mình té xuống như vậy, mình đẩy nó vô là nó vô thôi nha. Rồi mã 32 nha các anh chị, 350, hiệu tớp nè. Thì cái cắn của nó cũng có táp sơn nha các anh chị, táp sơn thôi nhưng mà cũng còn đẹp, răng đồ ok hết. Rồi mã 32, 350, cây này chiều dài của nó là bao nhiêu? 350 nha các anh chị, chiều dài của nó là 350. Rồi tiếp theo là mã 33 nha các anh chị. 33 là em có cái bộ khẩu bự này. Bộ khẩu này là 3/4 nha các chị. 3/4 là mình gắn vô được cái cây số mã 31 này. Đây mình gắn vô đây được nha. Đây này. Đó. Gắn vô đó. Gắn vô đây nha các chị. Đây, gắn vô được nha. Rồi.
thì nó gồm là 10 cục như vậy nha các anh chị, 2, 4, 6, 8, 10 cục, 10 cục này khoảng 6 kg nha các anh chị. Thì nó nặng lắm, nói chung là cái thảo bự này một cục như vậy là nó tới 1,5 kg nha, cục lớn nhất là 1,5 kg luôn nha các anh chị. Thì cái này là khẩu 63 này của cô Ken này, 3/4 ở 63 của cô Ken 3/4 chưa sử dụng nha các anh chị, đi bãi về nó có cắn cắn xước xước như vậy thôi, tại nó nặng quá, made in Japan rồi. Rồi cái cục mà 65 nha các anh chị, 65 cũng của cô Ken này, made in Japan, đầu đẹp chưa sử dụng nha các anh chị, đó trong sáng bắt à. Rồi tiếp theo là 58 nha các anh chị, 58 của cô Ken này đó. Đó, chưa sử dụng nha, nó bị phèn phèn như vậy này, đi về đi bãi nó dính dính vậy thôi chứ mình lau là nó ra hết nha các anh chị đó. Rồi cây này là cục này là 58 này, rồi là 3 cục để đó, 3 cục này. Tiếp theo nha, tiếp theo là 41 nha các anh chị, 41 thì của KTC, thì cái bộ này nó tới 3-4 hiệu nha các anh chị. Cái loại bự này tìm một hiệu nó cũng hơi khó nha. Đó thì cái này là mã 41 nha các anh chị, KTC. Đó, đầu đẹp luôn nha các anh chị, 41 này. 41 rồi. Cái này là mã 30 à quên, toner 35 nha các anh chị, toner 35 này. Đó, đẹp luôn nha, em chỉ lựa cái đẹp thôi nha các anh chị. Còn cái hiệu thì nó 2-3 hiệu. Đó 35. 32 nha các anh chị. Đó, 32. Đẹp. Ờ cái này 35 32 bỏ một lọt à. 32 30 nha các anh chị, 30. 30. Rồi 29 nha các anh chị, 29 là của FBC này. Cũng là made in Japan nha các anh chị, đây Japan này. Đó. 29 này. Rồi 24 nha các anh chị, 24 của Tone. Đó, 24 của Tone nha. 4 Tone. Rồi 27 à quên, 22 nha các anh chị, 22 của Tone luôn. Đây nó gồm em đọc lại nha các anh chị, 22 này. 24 này. 29 này. 30 này. 32 này. 35 này. 41 này. Rồi 58 này. 60 và 65. Ở 63 và 65 chứ. 63 và 65. Đó, nó gồm là 3 cục bự như vậy. 2 4 6 7 cục nữa là thành ra 10 cục nha các anh chị, 10 cục khẩu tất cả là 3/4. Cái bộ này là 1.800.000 nha các anh chị, 1.800.000. Cái bộ này 1.800.000 em nhận chuyển khoản nha các anh chị, 1.800.000. Em nhận chuyển khoản không ship code nha, tại vì cái bộ này nặng lắm, 6 kg lận. Rồi tiếp theo là mã số 34, cũng bộ khẩu luôn nha các anh chị. Thì cái bộ khẩu này là 1/2 của tất cả đều của KTC nha. Cái bộ này thì khá đẹp luôn, không có một hiệu luôn nha các anh chị, không có một cái lộn xộn gì hết. Thì em sẽ đạp từ nhỏ tới lớn luôn nè. 8 nha các anh chị, 8 này, đầu 8 này. Đó, 8 lục giác. 10 cũng lục giác luôn nha các anh chị, KTC luôn. 11 nha các anh chị, lục giá KTC luôn nè, đẹp nha, không có bị gì hết. Rồi 12 nha các anh chị, 12 lục giá KTC. 13 lục giá của KTC luôn nha các anh chị, đó đầu đít rồi đẹp hết nha. Rồi 14 nè. 14 15 nha các anh chị, 15 này cũng của KTC luôn. Đó, 15. 16 nha các anh chị, 16. 17.
17 đẹp luôn nè. Rồi 19. Bộ này khá đẹp nha các chị, 19 nè. 21. 21. 22. 21 22. Rồi 24. 26. 27 và 29. 27 và 29. Đó cũng của KTC hết nha. 7 và 29 KTC. Thì cái bộ này gồm là 2 4 6 8 10 12 14 16 cột như vậy nha các chị. 2 4 6 8 10 12 14 16 cái cục đầu khẩu như vậy nha các anh chị, 16 cục này. Rồi nó thêm một cái tay nối luôn của KTC nha, tay nối ngắn nha các anh chị. Tay nối này nó ngắn út à. Để cho các anh chị mình làm ở trong sau, chiều dài của nó chỉ có 4 cm thôi nha các anh chị, tay nối này. Đó. Tay nối nó có cái đồ để mình làm chữ T luôn nha, cũng của KTC luôn này. Khẩu 1/2 luôn, rồi một cái lúc lắc luôn nha các anh chị. Một cái lắc léo luôn cũng của KTC luôn nha. Đó. Lắc léo đầu còn đẹp luôn. Đây lắc léo này. Rồi mã số 34 nha các anh chị, 700 cho cái bộ này luôn. Tiếp theo là mã 35. 35 là ba cái cục này nha các anh chị, một cái lắc léo của KTC nè. Cái bộ này là khẩu của nó là 3/8 nha các anh chị. Cái này là 3/8 nè. Một cái lắc léo của KTC. Đó, 9.5 mm. Một cái tay nối cũng của KTC. À, chiều dài của nó là 7 cm nha các anh chị, 3/8 luôn. Rồi một cái đầu chuyển, đầu chuyển từ 3/8 lên 1/2 nha các anh chị. 3/8 cái đầu này là mình dùng cho cái khẩu 1/2 nè. Đó. Nha. À, mình có những cái cục này mình có cái cần 3/8 thì mình có cái khẩu 1/2 thì mình chuyển lên nha các anh chị. Thì ba cái cục này là mã 35 nha các anh chị. Rồi mã 35 150. Tiếp theo là mã 36. Là cái thước này nha các anh chị, cuộn thước này nè. Cuộn này là cái thước của nó là 5.5 mm nha các anh chị, 5.5 mm này. Thì cái cuộn này nó khá là đẹp, nó tốt nha các anh chị. Nhưng mà cái đầu này nè, chỗ này thì nó hơi xấu nha. Đó. Hai bên này nó hơi xấu cái chỗ này chút xíu nha các anh chị. Đó. Nó có hai mặt chữ luôn nè, nhưng mà cái chỗ nó hơi xấu nè, nó có một chỗ hơi xấu nha. Các anh chị mình lưu ý trời mưa không biết, tại em cũng nói to trời mưa. Ừ. Như vậy xấu chỗ này chút nha các anh chị. Đây em lấy kỹ cho các anh chị mình xem này, xấu chỗ này chút nè. Nó là 5.5 mm nè. Hiệu nó KDS Japan nè. Nó hoạt động ok hết nha. Đó. Rồi mình chặn nè. Mình chặn lại nha các anh chị đó. Rồi cắn ở bên ngoài được đẹp nha. Mã 36 nha, 130 nha các anh chị. Tại chỗ đó nó bị cái này rút ra để làm gì đây. Có cái này để làm gì. Rồi mã 36 nha các anh chị, 130. Tiếp theo là mã 37. Là cuộn này Tarima 5.5 mm nha. Thì cái cuộn này còn đẹp hết nha các anh chị, từ trong ra ngoài luôn. À, không bị gì hết nha, hoạt động được ok. Chặn. Rồi cuộn này 5.5 mm nha các anh chị, mã 37 150. Tiếp theo là mã 38. Là cái cuộn thước này 50 mét nha các anh chị. 50 mét này hiệu của nó là Super à. Tarima nha các anh chị, phải Super Tarima nha. Đây hiệu của nó Tarima này. 50 mét này, logo nội địa Nhật này, Japan này. Thì cái cuộn này, cái dây này nè các anh chị, cái dây này khá đẹp nha. Cái dây này là 3 lớp nha các anh chị. Đó, dây 3 lớp này đẹp lắm nha các anh chị. Nói chung là nó bị dính sơn thôi. Còn ở bên trong nè, bên trong là đẹp nha các anh chị. Nói chung em vệ sinh rồi, bên trong là chữ số rồi rõ ràng hết nè, không có bị gì hết nha. 50 mét. Cái cuộn này hoạt động được ok hết. Nó chỉ bị người ta đổ sơn xong biết mà dính sơn cái màu vàng mà sơn sơn thành màu đen đen vậy, hơi dơ dơ nha các anh chị. Còn cắn tay cầm đồ đẹp, hoạt động đồ ok hết. Rồi mã số 38 nha các anh chị, 400 cho cái cuộn 50 mét này luôn. Dây thì đẹp nè, ở bên ngoài nó hơi dơ dơ chút thôi. Rồi tiếp theo là mã
40 nha các anh chị. Mã 40 là một cái cây búa rồng này. Đó, cây búa này một bên là cái con hổ nha các chị, còn một bên là con rồng. Bên này con hổ khá đẹp nha. Đó, đầu con hổ đẹp lắm luôn. Bên con rồng. Thì cái cây này nặng của nó là luôn cán là 400 g nha các anh chị, luôn cán là 400 g. Cái đầu người ta để là 300 g hay sao? Đúng rồi, cái đầu là 300 g nha các chị, cái đầu không là 300 g. Rồi chiều dài của nó là 35 nha các anh chị. Cái phần dài của này là 8 sen này. Đường kính của cái đầu búa là 23 nha các chị. Đầu đồ đẹp nha, không có bị gì hết nè. Đầu đồ ok hết nha. Đây búa rồng. Con rồng bên này con hổ, hổ đẹp không? Hổ khá đẹp luôn. Con hổ chân, chân cái đầu mắt đồ rõ ràng luôn. Bây giờ nha các chị, bên này con rồng. Rồi mã 40 nha các chị, 308. Tiếp theo là mã 39. 39 là cái tay, cái chân để máy rồi nha các chị, chân để máy quay rồi điện thoại rồi các chị mình làm gì làm. Thì cái này nó có 3 nát lặn, quay lên tới hình như là cao nhất là 2m8 nha các chị. Đó 2m8 thì cái đầu của nó là như vậy. Tại vì nó dài quá nên không có quay được nha các chị, đầu của nó là như vậy nè. Đó. Nó đầy đủ hết phụ kiện nha, không có thiếu gì hết nha các chị, chỉ thiếu chỉ các chị về mình để những cái đồ của mình vô rồi mình gắn vô thôi nha. Như mấy cái tay mà để điện thoại rồi thì nó không có đi kèm nha các chị. Mấy cái tay mà cái miếng mà để mình để điện thoại hay là miếng mình để cái tay chân quay là nó không có đi kèm nha. Cái chân máy quay đây thì cái hình thức của nó chữ nha các chị. Đó, Osaka nha. Sanko nha các chị, Sanko này cái hiệu của nó này Sanko. Từ cái hình thức rồi. Nói chung là em kiểm tra hết rồi, hoạt động đồ ok nha các anh chị. Rồi mã số 39700 em nhận chuyển khoản nha các anh chị. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ.